kiếp, sáng ngày ra đã gặp phải đúng là xui xẻo mà. Nhìn cái gì mà nhìn, có giỏi thì bò ra mà lấy cái bánh ăn đi. Cô làm cái trò gì thế hả? Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy. Người ta đã không lành lặn rồi, vậy mà cô còn cứ xử đóng oan như thế à? Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy. Này, con này nó không có tay có chân đâu, giúp nó cũng chẳng làm được cái gì đâu, đúng là làm mỏng. Cô thôi đi, mỉa mai người khác như thế không giúp cô sang chảnh hơn được đâu. Người đẹp mà cái nét xấu đấy. Cô làm cái gì đấy à? Đàn ông mà lắm mồm thế. Xấu người xấu nét, thế này thì bao giờ mới lấy được chồng cơ chứ. Cô có bị thương ở đâu không? Cảm ơn anh, tôi không sao. Tôi có bánh với nước này, cô có ăn không? Tôi lấy cho cô ăn nhá. Cô uống nước đi này. Cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ tôi nhé. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu mà cô có việc gì cần tôi giúp thì cứ gọi. Bây giờ tôi có việc, tôi phải đi trước rồi. Tôi cảm ơn anh. Anh để vào túi giúp tôi nhé. Thôi, tôi đi trước đây. Chào cô. Chào anh. Chào tất cả mọi người. Tôi là thư ký mới của công ty. Trong công ty này, nếu như ai có ý định chống phá tôi sẽ đuổi việc luôn. Ai có ý kiến gì thì nói luôn đi. Tôi là người có yêu cầu cao trong công việc. Đừng có nói xấu tôi, nếu không thì đừng có trách. Ố, Thánh làm màu này. Anh là nhân viên ở đây à? Đứng dậy nói chuyện với tôi đi. Có chuyện gì? Từ ngày mai, anh dọn dẹp vệ sinh, quét rác văn phòng cho tôi nhé. Tại sao lại thế? Tôi là nhân viên văn phòng mà, có phải lao công đâu. Bởi vì anh láo, anh dám làm tôi mất mặt sáng nay. Sao, có muốn làm không? Hay là nghỉ? Tôi làm. Được chưa? Tất cả hãy lấy anh ta ra làm gương nhá. Ai mà chống lại tôi thì kết cục sẽ như thế đấy. Đúng là cái lũ cứng đầu, đuổi việc hết chúng mày đi. Anh Toàn, có chuyện gì đấy? Linh à, anh đang tìm kiếm em gái thất lạc của mình. Đã rất nhiều năm rồi anh tìm em ấy mà không được. Anh đừng lo, khi nào anh cưới em về rồi sẽ có em chăm lo và báo hiếu cho bố mẹ anh mà. Tôi đây. Sao? Có thông tin về em gái tôi rồi á? Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Linh này, ta có tin tức về em gái của anh rồi. Em ở lại quản lý công ty giúp anh nhá. Anh ra ngoài một chút. Hơn cả bạn gái sao? Em gái về đây mà không biết điều, tôi cũng sẽ bóp chết nó cho mà xem. Anh Cường! Anh Cường! Cô... Thì ra là cô à? Cô đến tìm tôi có việc gì thế? Em tới tặng anh một món quà để cảm ơn anh chuyện lần trước. Quà? Nếu mà là tiền ấy, tôi không nhận đâu. Anh cầm lấy đi. Thì ra là kẹo à? Đúng rồi, cảm ơn anh. Nhờ có anh mà tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống. Bây giờ tôi cũng tìm được gia đình của mình rồi. Thật á? Chúc mừng cô nhá. Gia đình của cô là ai? Họ là người thế nào? Họ đối xử với cô có tốt không? Gia đình của tôi là... Trời ơi! Bảo sao mà cứ ngửi thấy cái mùi gì? Hóa ra là cái lũ này à?
Đây là cái chỗ để chúng mày tụ tập trò chuyện hẹn hò à? Cô Linh, sao cô nói khó nghe thế à? Không muốn nghe thì cũng phải nghe thôi. Tôi là thư ký của chủ tịch. Bây giờ chủ tịch không có mặt ở đây, xin ra tôi là người có chức vị cao nhất ở đây. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ tới gặp để nói chuyện với anh Cường một chút thôi, rồi tôi đi. Ai cho nói chuyện mà nói chuyện hả? Trên đời tôi ghét nhất là mấy cái loại chuyên gia đi ăn xin, sống bằng tiền của người khác thôi. Cô nói cái gì nhở? Cô xin lỗi cô ngay. Ồ, hay thật đấy. Này, anh là cái thá gì mà đòi ra lệnh cho tôi? Đồ hèn hạ này. Cô mới là loại người hèn hạ đấy. Cô chỉ giỏi bắt nạt những người yếu thế hơn mình, luôn tỏ ra là sang chảnh, giỏi giang để người khác phục tùng mình. Nhưng mà trong công ty với xã hội, chẳng ai tôn trọng cô đâu. Người ta chỉ tôn trọng những người có đức tính tốt thôi. Cô! Cô! Này! Sao cô lại đánh người khác như thế? Anh Cường, anh có sao không ạ? Tôi không sao. Mày thì giỏi rồi. Bây giờ vì con nhỏ này mà chấp nhận mất công việc đúng không? Tao nói cho mày biết, bây giờ một là mày đuổi con tàn tật này ra khỏi công ty và ở lại làm việc, còn hai là nghỉ việc đi. Nghỉ thì nghỉ, tôi cũng không muốn làm trong một công ty như thế này đâu. Suốt ngày bị đàn áp, chèn ép, đánh đập. Tôi nghỉ được chưa? Tôi đưa cô đi. Khoan đã, tôi phải ở lại đây chờ anh trai tôi. Biến ngay đi, đây không phải là cái chỗ để cho mày chờ anh trai mày. Cút. Tôi có thể đứng xa ra một chút không? Tại vì anh trai tôi bảo tôi chờ ở đây. Anh tôi nói là anh tôi làm việc ở công ty này. Biến. Anh trai mày là cái thá gì mà đòi làm việc ở đây? Tao nghi ngờ là mày có ý định vào đây ăn trộm ăn cướp gì đúng không? Linh, có chuyện gì thế? Anh Toàn, hai người bọn họ bắt nạt em bên này. Cậu ấy đi làm muộn, em chỉ nhắc nhở một chút thôi. Vậy mà đã mắng chửi sỉ nhục em rồi. Này, cô nói cái gì thế à? Dạ, thưa chủ tịch, tôi không có. Anh Toàn, em là thư ký và là người yêu của anh. Anh phải tin em chứ. Vậy còn cô ấy này thì sao? Cô ấy đáng thương như vậy, cô ấy làm gì em? Cô ta thì em không biết. Thế nhưng mà em nghĩ là cô ta đến đây để ăn cắp ăn trộm gì đó đấy. Tôi không ăn cắp. Em tới đây để gặp anh Cường, người đã giúp đỡ em lần trước. Thế em nghĩ sao về cô bé này? Em không thích cô ta đâu, anh mau đuổi cô ta đi đi. Em nhầm rồi Linh ạ. Người anh muốn đuổi chính là em đấy. Thì đây là em gái của anh. Đây là em gái của anh á? Em gái của anh từ nhỏ đã bị lạc, và sau một vụ tai nạn em ấy trở nên đáng thương như vậy. Và gia đình nhà anh rất yêu thương con bé, nhưng mà không hiểu sao em lại coi thường và sỉ nhục nó như vậy. Anh quá thất vọng với em đấy Linh ạ. Em gái này, chị xin lỗi em nhá. Chị không biết em là em gái của anh Toàn. Chị là người yêu của anh ấy. Từ bây giờ trở đi, chị sẽ chăm sóc và yêu thương em. Không, tôi không tha thứ cho cô đâu. Lúc tôi khó khăn nhất thì cô đạp miếng ăn của tôi, xong cô còn làm khó người đã giúp đỡ tôi nữa. Anh trai, anh Cường chính là người đã giúp đỡ em. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu làm việc ở phòng nào? Tôi vừa bị cô Linh đuổi việc rồi. Bây giờ đang thất nghiệp. Cậu cứ yên tâm đi, có tôi ở đây rồi, không ai dám đổi việc cậu đâu. Và ngược lại, nếu như cậu làm việc tốt, tôi sẽ còn thăng chức và tăng lương cho cậu nữa cơ. Tôi cảm ơn chủ tịch ạ. Chuyện hồi nãy, tôi xin lỗi anh nhá. Chị cũng xin lỗi em. Em tha thứ cho chị được không? Thôi được rồi. Dù sao thì tôi cũng không phải là người giận lâu như thế. Anh Toàn, cô ấy đã tha thứ cho em rồi. Anh đừng đuổi việc em nhá. Không, anh vẫn sẽ đuổi việc và chia tay với em. Một cái con người cháo trở như em, làm sao mà anh yêu cho được cơ chứ. Em đi đi. Anh Toàn, em xin anh đấy. Anh tha thứ cho em một lần này thôi được không? Thôi, mặc kệ cô ấy đi. Mình tới nhà hàng gần đây ăn cơm nhé. Đi. Anh Toàn. Bác. Các người không thấy tôi ngồi ở kia à? Gì? Người yêu của anh cố tình đá cát vào cơm của tôi. Đè đi. Mày làm à? Em chẳng may ạ. Con này, này, thôi ngay nhá, có gì về nhà mà nói chuyện. Đè nồng cơm cho tôi ngay. Tí cho mày đấy. Đi. Cầm mồm. Lên xe. Anh tha cho tôi đi được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho anh. Cầm mồm. Con chó ơi. Dám xem chuyện của bố mày à?
Mày đứng lại, đứng lại. Này, đứng lại. Anh có sao không? Trốn vào đây với tôi này. Cảm ơn cô. Mà cô là ai thế? Sao tự nhiên lại bị cái tên kia đuổi bắt? Tôi là Linh. Tôi là một tiểu thư giàu có. Tôi đang đi dạo thì tự dưng bị hắn ta chụp đầu bắt cóc. Hắn ta không cho tôi cơ hội để tôi có thể liên hệ được với bên ngoài. Cũng may là có anh cứu tôi đấy. Nhà cô ở đâu? Cô nhớ địa chỉ nhà mình không? Hay là tôi đưa cô lên đồn công an nhá? Không được đâu. Gia đình tôi có một công ty lớn. Nếu như mà tin tôi bị bắt cóc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới công ty. Anh có thể đưa tôi về nhà được không? Ở chuyện này tôi... Anh yên tâm đi, tôi không phải là lừa đảo đâu. Nếu như mà anh đưa tôi về nhà, chắc chắn là anh trai tôi sẽ báo đáp công ơn của anh. Thôi rồi, thế để tôi đưa cô về. Cảm ơn anh. Anh là ai đấy? Chào cô. Tôi tới để báo tin của cô Linh. Mày quen con Linh à? Không thể như thế được. Rõ ràng là tao đã chi tiền để nó biến khỏi đây rồi cơ mà. Chuyện này là sao? Mà cô là ai? Cô có biết anh Toàn không? Tao là My, chị dâu của nó. Nó bỏ nhà theo Giai, bây giờ hết tiền rồi, định về đây để xin tiền nữa. Đâu có dễ như thế. Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi đến đây chỉ để báo tin của... Cầm lấy đi, đây là 10 triệu. Từ bây giờ coi như con Linh chết rồi, cấm được đến đây nói bất kỳ thông tin gì về nó, nghe chưa? Này, tôi không có tiền đâu. Cô giữ lại tiền đi. Này, mày không hiểu tiếng người à? Mau biến đi. Từ giờ tao không muốn nghe bất kỳ một tin gì về nó nữa, hiểu chưa? Cô... Vợ, em đang nói chuyện với ai đấy? À, đây là bạn của cái Linh. Nó nhờ bạn về để xin tiền. Em vừa đưa tiền cho nó đấy. Chuyện này không phải như thế. Mày còn cãi à? Tiền mày cầm trên tay đây mà còn cãi cái gì? Mày bảo với con em gái của tao nhá, là cái nhà này không có một con em gái nào mất nết thì nó cả. Đồi bại, ăn cắp tiền lại bỏ nhà theo trai. Đương nhiên là một tiểu thư gia đình giàu có chứ. Kìa, anh phải nghe tôi giải thích đã. Chứ không phải như thế đâu. Tao không nghe bất cứ một cái gì hết thấy chưa. Mày bảo với nó là cái nhà này cấm cửa nó và đừng bao giờ nó về đây nữa, kể cả mày. Thôi anh, mặc kệ nó đi. Chó cứ sủa, còn người thì cứ đi thôi. Loại đàn ông ăn bám đàn bà như nó, mình không cần quan tâm nữa. Cô, này. Này, sao hai người vô lý thế à? Sao rồi anh Cường? Không ổn lắm. Anh trai cô với lại chị dâu ấy cứ nghĩ là cô bỏ nhà theo trai, cho nên là không nghe tôi nói gì cả, lại còn mắng chửi nữa. Nhưng mà tôi thấy biểu hiện của chị dâu cô rất là lạ. Cô ta lại còn cho tôi tiền, xong rồi bảo tôi là không được nói bất cứ một thông tin gì liên quan tới cô cả. Này, cô đừng bi quan quá. Có gì thì tôi sẽ giúp cô. Thật ra tôi đang nghi ngờ chị dâu tôi chính là chủ mưu của chuyện này. Thế nhưng mà tôi không thể làm cách nào để cho anh trai tôi biết hoặc là thấy được sự thật này cả. Bây giờ anh trai tôi còn đang hiểu nhầm tôi là bỏ nhà đi theo trai nữa. Tôi có cách này, nhưng mà hơi mạo hiểm một tí. Cô có chịu làm không? Cách gì vậy? Bây giờ em cứ vào xe trước đi nhá. Anh ra đây nghe điện thoại một chút rồi anh vào ngay. Dạ vâng. Chị My, sao mày lại ở đây? Đã bỏ đi rồi thì phải đi cho xa mà chứ. Chị thất vọng lắm đúng không? Chị đã tốn bao nhiêu tiền để thuê người đuổi tôi ra khỏi cái nhà này mà. Chính mày là người theo Giai bỏ nhà đi cơ mà. Chị buồn cười thật đấy. Tôi là tiểu thư giàu có. Nếu mà tôi thích ai ấy, thì tôi sẽ nói thẳng ra. Hoặc là tôi phải dùng tiền để mua người ta chứ. Việc gì mà tôi phải bỏ nhà đi theo trai? Hóa ra là mày cũng biết cơ à? Tao cứ tưởng mày là con ngu, bị bắt cóc nhưng cũng không biết ai làm cơ chứ. Tao ghét mày nên tao phải hại mày để tao có được quyền và tiền ở cái công ty và cả nhà nữa đấy. Thì sao? Tại sao chị lại có thể vì tiền mà hãm hại cả cuộc đời của người khác vậy? Từ nhỏ tao đã nghèo khó rồi. Mày sung sướng từ bé thì làm sao mà biết được giá trị của đồng tiền? Mà làm sao mà biết đối với tao tiền quan trọng như thế nào được? Chỉ có hại mày tao mới có được tất cả thôi. Tôi sẽ nói cho anh Toàn biết hết tất cả mọi chuyện. Linh, sao em lại đánh chị?
Chị làm cái gì vậy? Tôi đâu có đánh chị đâu. Vợ, em làm sao đấy? Chồng ơi, Linh nó về đây đòi tiền em. Em không đưa tiền thì nó đánh em đây này. Chị nói dối. Linh, em bị làm sao đấy? Gia đình em cho em ăn học đàng hoàng, mà bây giờ em làm cái trò này à? Đánh chị ra ngoài được thế này à? Em cũng có. Là chị ấy bày trò mà. Chị ấy còn thuê người để bắt cóc em nữa. Anh phải tin em. Tại sao cô lại vu oan cho tôi như thế à? Đồng phạm của cô đây. Hắn ta đã thú nhận chính cô là người thuê hắn ta để bắt cóc Linh đấy. Không thể nào. Chuyện là sao vậy hả Mỹ? Cô, em có biết về hắn ta à? Không. Tôi cũng không biết gì anh đâu. Cô cứu tôi với chứ không ạ. À, anh ta báo tôi ra công an, tôi không muốn đi tù đâu. Này, đừng có mà nói linh tinh nhá. Tao không quen biết gì mày đâu. Nói linh tinh cái gì mà linh tinh. Hóa đơn chuyển tiền vẫn còn tin nhắn đây. Này, tôi mà đi tù cô không xong đâu nhá. Chồng ơi, cứu em với. Em bị ma xui khuyển khiến cho nên em mới làm chuyện ngu ngốc như thế thôi. Thì cứu em đi. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Anh không thể ngờ được rằng em lại làm ra mấy cái trò này đấy. Em xin lỗi. Tại vì em ghen tị. Nó là tiểu thư, còn em chỉ là người nghèo bình thường thôi, cho nên em mới làm như thế. Không phải như thế đâu. Là bởi vì em quá tham lam. Linh rất tôn trọng và yêu thương em. Và tại sao em làm như vậy với nó? Anh không thể nào chấp nhận cái việc mà em làm hại đến người thân của anh. Mình ly hôn đi. Không được đâu, em xin anh đấy. Linh ơi, chị xin em. Hai người tha cho em đi, em hứa là sẽ không tái phạm nữa đâu. Nếu như không có tôi thì Linh đã bị bắt và bán sang Trung Quốc rồi. Tôi không ngờ vì cái sự tham lam của cô mà suýt nữa hại một đời người đấy. Bây giờ anh làm ơn, đưa anh ta lên đồn công an giúp tôi. Tôi sẽ kiện cả anh ta và My. Và hai người họ sẽ phải trả giá cho những việc làm mình đã làm. Tôi biết rồi. Đi. Tha cho tôi với, tôi chỉ là thuê thôi mà, cứ phải tha cho tôi với. Không thể nào. Tôi mất hết tất cả rồi. Ác giả thì ác báo thôi chị My ạ. Tham lam độc ác thì không bao giờ có kết quả tốt đâu. Cảm ơn anh Cường đã giúp đỡ em gái của tôi. Nói thật là tôi không biết phải làm sao để cảm ơn anh nữa. Cũng không có gì đâu. Tôi tin rằng ai rơi vào trò của tôi ấy, cũng sẽ đều giúp cô Linh cả thôi. Anh này, nếu anh muốn trả ơn anh Cường thì anh cho anh ấy vào làm công ty anh đi. Lương cũng cao hơn lương bảo vệ mà. Thôi, tôi chỉ là bảo vệ quen thôi. Bằng cấp không có, làm sao mà làm được chứ. Tôi rất quý những con người thật thà và đạo đức tốt như anh. Anh cứ vào công ty của tôi làm việc đi. Tôi sẽ tạo điều kiện cho anh làm việc ở đó để có một cuộc sống tốt hơn. Vậy thì tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Dừng lại, dừng lại. Dạ này, đưa đi. Dạ này, đưa đi. Trả đi. Này, làm gì đây? Trả đi. Trả đi. Bác có sao không ạ? Bác không sao. Này, bỏ ra. Đi thôi. Cháu có làm sao không? Cháu không sao. Mà bác mất cái gì thế ạ? Trong túi bác có 20 triệu. Bác vừa mượn cả ngân hàng về để chữa bệnh cho con trai. Bây giờ chúng cướp hết mất rồi. Vậy thì bây giờ bác báo công an đi ạ, để cháu đuổi theo ạ. Nhưng... không sao đâu ạ. Cướp! Cướp! Bác trả lên đây! Cô tránh ra đi! Bác trả lại tiền đây! Cái này không phải là tôi ăn cướp, mà là tôi cướp của bọn cướp để trả lại cho người mất đây. Anh chính là cướp, nói cho sạch, rách cho thơm. Anh mau trả lại người ta đi. Tôi rõ ràng tôi nhìn thấy anh cướp từ người khác đấy. Cô không tin à? Đây cô xem đi. Giấy khám bệnh như này. Tôi phải mang lại tiền trả lại cho người ta để mà kịp khám bệnh nữa. Tôi không tin. Thế sao anh phải chạy đi? Cướp, anh chính là cướp. Cô không tin thì đi theo tôi đi. Thả tay tôi ra. Nó trốn đâu của mình anh ấy nhỉ? Thả tay tôi ra. Kìa kìa, người mất tiền kia kìa. Cậu ơi, cậu trả tiền cho tôi đi. Còn tôi đang nằm viện, nếu không có tiền phẫu thuật thì không biết con tôi sẽ như thế nào cậu ơi. Qua cái bà già ấy lì lợm thế nhở. Tiền nó vào tay tôi ấy, thì không có chuyện trả lại đâu. Thế còn thằng ăn xin đâu rồi? Nó là đồng lõa của bà đúng không? Nó ôm tiền nó bỏ trốn rồi.
Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu. Trời ơi, con tôi, bây giờ mà không có tiền phẫu thuật thì con tôi sẽ không sống nổi đâu cậu ơi. Thôi rồi, bây giờ bà cúi xuống mà cầu xin tôi đi. Nhớ đâu tôi nể tình mẫu tử, tôi bỏ qua cho. Vâng vâng, tôi cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu. Đúng là nực cười, không có chuyện đó đâu, khôn hồn ấy. Thì bà nên đi về chuẩn bị tiền nong và lo cho con trai bà đi. Không khiêng xác nó là không biết đâu. Đấy, việc khốn nạn, nó độc ác. Ôi trời ơi, con ơi là con. Con ơi. Kiểu quá. Bác đừng lo, cháu lấy lại tiền cho bác rồi đây ạ. Cậu xin, cậu lấy cho tôi tiền rồi à? Cảm ơn cậu, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Tiền của tôi đâu rồi? Thôi chết rồi. Hay là cô ta... Cậu, nếu cậu có lấy, cậu làm ơn ra cho tôi đi. Bác, bác cứ bình tĩnh đã. Cháu bé lấy tiền rồi, bây giờ bác đi theo cháu ạ. Anh này, anh bị mất tiền phải không? Sao mày biết? Tôi nhặt được, anh nói bao nhiêu, tôi sẽ trả lại. Mày nói thế là tao đã biết mày cầm tiền của tao rồi. Đưa tiền đây, con trộm này, đưa đây. Tôi thật lòng muốn giúp đỡ anh mà, anh đừng hiểu lầm. Tiền đâu, đưa đây cơ, đưa đây. Tôi hỏi lại nữa, đây có phải tiền của anh không? À đây rồi, đúng là số tiền này. Con danh con này, cầm tiền của tao mà dám bỏ trốn à? Ngày hôm nay tao sẽ dạy cho một bài học. Không phải cầm tiền của tao mà dễ đâu, rõ chưa? Tôi hỏi là anh lại một lần nữa, đây có phải là tiền của anh không? Phải hay không ấy, thì nó không quan trọng. Tiền đã vào tay tao thì sẽ là của tao, mày rõ chưa? Mà mày cũng ngu thật đấy. Phải tao ấy, với số tiền lớn thế này tao đã nuốt trọn lâu rồi. Hóa ra là anh ăn xin nói đúng, anh chính là kẻ ăn cướp, tôi nhầm người rồi. Đúng là vừa ngu vừa dốt. Bảo sao mà đàn ông của tao lúc nào cũng khinh thường những con đàn bà như mày. Cái số tiền này tao sẽ tiêu xài cho tốt. Trả lại tiền đi. Con điên này. Trả lại đây, đồ ăn cướp, đồ lừa đảo, trả lại tôi. Mày, mày. Anh giỏi lắm. Đã ăn cướp tiền ấy, là còn đánh phụ nữ à? Anh có xứng đáng là đàn ông không hả? Đàn ông hay không ấy, không quan trọng. Quan trọng là có tiền. Mà cái lũ nghèo hèn như chúng mày cần tiền để làm gì? Tao tiêu hộ cho nhá. Anh đã. Chào anh. Dạ. Mời anh về phường để điều tra làm rõ về hành vi ăn cắp tài sản. Có người đã tố cáo anh. Tôi đâu, tôi ăn cắp gì đâu. Tôi trôn Việt Nam để trả lại tiền. Đi. Ăn cắp nhiều cũng có ngày bị bắt thôi. Anh sẽ phải trả giá cho những hành vi mà anh đã làm. Cái lúc mà anh cướp tiền của người ta ấy, anh có nghĩ tới hoàn cảnh của họ không hả? Tôi không. Không đúng, tôi sẽ là nhân chứng. Tôi sẽ chứng minh hết tất cả những hành động vô liêm sỉ của anh. Bác ơi, bác làm ơn bác bảo họ tha cho cháu. Cháu đền tiền gấp đôi cho bác ạ. Tiền bạc không mua được đạo đức đâu. Pháp luật sẽ dạy anh điều đó. Đi. Cháu xin lỗi bác. Cháu không hiểu chuyện lại đem tiền cho người xấu. Cháu thật lòng xin lỗi ạ. Không sao, dù sao bác cũng lấy lại được tiền rồi. Bác đã có tiền nộp viện phí cho con trai bác. Chỉ tiếc là cả bác và cháu đều hiểu lầm cái cậu ăn xin ấy. Cậu ấy tuy nghèo nhưng tốt bụng, không màng nguy hiểm để cứu giúp bác với cả cháu. Dạ vâng ạ. Cháu cũng sẽ xin lỗi anh ấy và cho anh ấy một số tiền. Cháu cũng sẽ giúp đỡ anh ấy tìm việc nữa. Thế mới là việc tốt đúng không bác? Này cô bị sao đấy? Uông. Lần này thì mày chết chắc rồi. Ai bảo mày giám đốc với tao? Cô thấy đỡ hơn chưa? Cảm ơn anh nhá. May là nhờ có anh chạy ra kịp. Chứ nếu không thì tôi chết mất. Cô sao là vui rồi. Giúp đỡ người khác ấy, là niềm hạnh phúc của tôi mà. Vâng. Tôi đi làm trước đây. Dạ, chủ tịch chưa gọi tôi ạ. Cậu vào đây.
Cậu cũng giỏi đấy. Không uổng công là tôi tin tưởng cậu bấy nhiêu lâu nay. Cậu xem đi. Sao à? Cái chuyện này, cái này là do góc máy thôi ạ. Tôi thề là tôi không làm gì cái vị nữ khách hàng đấy cả. Tôi không cần cậu thề thốt bất cứ một cái điều gì hết. Tôi chỉ biết một điều thôi, là danh tiếng của cửa hàng tôi mất 3 năm trời tôi mới xây dựng được, thì ngày hôm nay đã bị cậu hủy hoại hết rồi. Tôi xin lỗi chủ tịch, không biết là ai ác ý lại đăng video ấy lên nữa. Cậu đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa cả. Nếu như không có ngày hôm nay thì đáng lẽ ra tôi đã suy nghĩ đến việc thăng chức và tăng lương cho cậu rồi. Nhưng mà cậu khiến tôi quá thất vọng. Còn cái tháng này nhá, không có lương, không có thưởng gì hết. Cậu rõ chưa? Tôi... mới mùng 1 đầu tháng mà đã buồn thật đấy. Cô... là cô giở trò đúng không? Cái lúc ở trong cửa hàng ấy, chỉ có tôi, cô với lại vị khách nữ kia thôi. Cô nói đi, mục đích của cô là gì? Anh có bằng chứng không? Nếu không thì câm cái mồm lại. Cô được lắm. Cô cứ chờ đấy. Tôi tự có cách minh oan cho bản thân mình. Đến lúc đấy, tôi sẽ phải khiến cô phải quỳ xuống xin lỗi tôi. Để tôi xem. Vâng. Cô đây rồi. Ai đấy? Tháo kính ra đi. Đừng có giả mù nữa. Tôi thừa biết là cô không mù. Hôm qua tôi đã giúp đỡ cô rồi. Hôm nay tôi cần cô giúp lại tôi một chuyện. Chuyện gì? Bây giờ cô phải giải thích với mọi người ấy. Là hôm qua tôi không hề sàm sỡ cô. Tôi đang bị người ta chửi bới vì giở trò đối bại với cô ấy. Nhưng mà cô là người trong cuộc. Cô thừa biết là hôm qua tôi không làm gì cô cả. Cho nên là bây giờ cô đi giải thích với mọi người đi. Cái anh này hay thật đấy. Rõ ràng anh bảo với tôi là anh rất hạnh phúc khi mà được giúp đỡ người khác cơ mà. Thế thì bây giờ anh cứ tiếp tục làm những cái việc mà anh muốn đi. Đừng có làm phiền tôi nữa. Này, đứng lại á. Cô vô ơn nó vừa thôi chứ. Nếu như không có tôi thì bây giờ cô có lành lặn đứng đây không ạ? Này nhá, anh mà còn mở mồm ra chủ yểu tôi một câu nào nữa ấy thì đừng có trách tôi. Anh nên nhớ là anh đang nhờ vả tôi đấy nhá. Cô. Này. Cô được lắm. Nhờ cô ấy, tôi mới nhìn rõ cái lòng dạ đàn bà của cô. Dạ. Này, cô Linh, cô làm cái gì đấy hả? Anh Toàn, tôi xin lỗi ạ. Cường, cậu đi đường cái kiểu gì đấy? Không cẩn thận gì cả, làm đổ hết cả nước vào mặt chủ tịch rồi này. Cô, anh thôi. Toàn. Đừng nói thêm gì nữa, cậu bị đuổi việc. Kìa anh Toàn, thực sự là em bị oan ạ. Lúc đấy em bê nước ra thì cô Linh cô ngáng chân em ạ. Dù cho là cậu không muốn bị đuổi việc đi chăng nữa thì cậu cũng không nên nói như vậy chứ. Trước mặt chủ tịch mà cậu nói như thế, chẳng khác nào là tôi không tôn trọng chủ tịch ạ. Mà không chỉ có một lần, đây còn là lần hai rồi. Không thể nói là hiểu nhầm được. Cậu đừng nói mình bị oan nữa. Cậu hãy xin lỗi chủ tịch đi nhanh lên. Cô. Thôi được rồi. Tôi đã nghe quá nhiều, tôi chán lắm rồi. Cô Linh, cô làm ngay cái thủ tục tình nói tình nói này cho cậu Cường đi. Dạ vâng ạ. Ok chủ tịch, anh cho em xin lỗi ạ. Thực sự em không thể mất công việc này được. Hoàn cảnh em rất khó. Mất công việc này em không thể xoay sở được ạ. Cậu Cường này, đừng xin sở tôi thêm bất cứ một điều gì nữa cả. Hãy giữ lại cho mình một chút tôn trọng cuối cùng đi. Thế nhá. Thôi Cường ạ, cậu đừng quá buồn làm gì cả. Biết đâu những cái thứ mà cậu không thành công là ông trời đang bảo vệ cậu đấy. Đúng rồi đấy. Ông trời đang bảo vệ tôi khỏi con rắn độc như chị đấy. Mày... đồ đàn bà rẻ tiền ạ. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì tao vẫn là người chiến thắng thôi. Sao nắng nôi này không ở nhà đây, tự nhiên nằm ngoài đường thế kia. Này cô gì ơi. Cô gì ơi. Hóa ra là cô à. Cho chừa. Luật nhân quả đấy, gieo nhân nào thì gặp quả đấy nhá. Bỏ đi cũng không được nữa. Thôi rồi, lần này tôi giúp cô. Chứ tôi chẳng muốn giúp cô đâu. Này.
Vi, em tỉnh rồi à? Còn thấy đau ở đâu không em? Em không sao ạ. À, cái thằng này, hôm trước mày vừa giở trò với em gái tao xong, hôm nay tại sao mày đến đây? Tao cho mày một trận bây giờ đấy nhá. Mi là em gái chủ tịch á. Mày hỏi làm cái gì? Mày trả lời câu hỏi của tao vừa rồi đi, nhanh đi. Anh bình tĩnh đã. Tôi thấy cô ấy bị ngất trên đường cho nên là tôi đưa tới đây thôi. Cô ấy không sao thì tôi đi trước đây. Mày đi đâu đấy? Ai cho mày đi? Từ từ đã, tôi có chuyện muốn nói với anh. Kệ em gọi anh làm cái gì đấy? Lời anh Cường nói là thật đấy anh ạ. Thật cái gì mà thật? Mặt mũi tôi nhìn thấy kia mà làm người tốt được ạ? Thật ra đoạn clip mà bị phát tán trên mạng ấy là em bắt tay với người khác để làm đấy ạ. Cái gì? Thế mọi chuyện là sao? Em nói rõ cho anh nghe xem nào. Cảm ơn cô. Lúc nãy tôi đã quay được rồi. Đây là chút quà tôi muốn gửi cô. Có gì? Chúc cô sớm ngày ngồi lên được cái ghế quản lý đấy nhá. Mà khi nào về nhà, tôi cũng sẽ nói với anh trai tôi giúp đỡ cho cô. Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ. Đúng là anh hết chịu nổi với em rồi đấy. Anh hỏi em nhá, anh có để cho em phải thiếu tiền không mà em làm mấy cái trò như thế? Em xin lỗi ạ. Người mà em cần xin lỗi không phải là anh mà là Cường thế này. Nhờ công ơn của em, bạn đã hiểu lầm cậu ấy. Và suýt chút nữa, quán cà phê của chúng ta mất đi một nhân viên mà hiền lành và đạo đức tốt như cậu ấy đấy, em biết không ạ? Thôi, không sao đâu. Cũng vì không sao là tôi vui rồi. Với lại, tôi cũng được minh oan rồi mà. Tôi xin lỗi cậu nhé. Cậu đã rất nhiều lần tìm đến tôi để mà nói chuyện. Nhưng mà tôi lại chưa một lần nghe cậu nói. Thật sự là tôi thấy tôi có lỗi quá và tôi không xứng đáng với chức vụ này. Không, không anh ơi. Đấy là lỗi tại em và lỗi tại Linh mà. Cái câu chuyện lỗi tại Linh và Linh sẽ phải bị trừng trị là đương nhiên rồi. Còn cả em nữa, anh sẽ từ mặt em. Anh không có đứa em gái nào ăn cháo đã bắt như em cả. Anh Toàn ơi. Tôi xin phép tôi về trước. Chủ tịch ạ, sao cậu vẫn còn đến đây nữa? Cậu không coi lời nói của chủ tịch ra cái gì à? Cô Linh này, cô giả vờ cũng giỏi thật đấy nhỉ. Người phải đi khỏi đây là cô đấy. Dạ. Em gái của tôi đã kể mọi chuyện cho tôi nghe rồi. Và triệu bạc của tôi to thật đấy nhở. Có thể đổi trắng thành đen được cơ đấy. Dạ, em đâu có dám đâu ạ. Nhưng mà sự thật thì cô đã làm rồi đấy. Linh ạ, cô giỏi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Vì vậy, quán cà phê của tôi không thể nào chờ chấp cô thêm một giây phút nào nữa. Chủ tịch, tất cả là do em nhất thời hồ đồ thôi. Cái này là em không cố ý đâu ạ. Em mong chủ tịch tha cho em một cơ hội được không ạ? Cơ hội, nó chỉ đến với những người biết trân trọng thôi. Còn cô thì không xứng đâu. Dạ vâng, em hiểu rồi ạ. Tôi sẽ sắp xếp rồi minh oan mọi chuyện cho cậu. Với cả thêm một việc nữa là cửa hàng này đang trúng vị trí quản lý. Cậu làm giúp tôi nhé. Giờ nếu mà được thế thì tôi cảm ơn chủ tịch nhiều lắm ạ. Cố gắng lên đấy, đừng khiến tôi phải thất vọng. Vâng ạ.